đây là tôi, một cô lao công đi thu gom rác. Miền Trung đất bội phù. Và đây cũng là tôi, mọi người nhận ra tôi không ạ? Buổi tối tôi đi hát, khi được đứng trên sân khấu thì tôi rất là sung sướng, rất là hạnh phúc với những tràng pháo tay của quý khán giả ở bên dưới. Chị ơi, chứ bữa nay á, rạc nó nhiều quá. Thực sự thì đam mê âm nhạc từ rất là nhỏ. Do gia đình khó khăn nên là phải đi ra đời, đi kiếm sống rất là sớm, 21 tuổi. Thực sự đi làm về ban đêm nấu mì gói ăn và bị nổ bình ga. Sự bị khoảng 45%. Bác sĩ lấy cái da, nói chung là lóc lạng gì đó, những cái lớp da ở chỗ lành á, để mà đắp vô cái những cái chỗ mà bị phỏng. Sau này lành hết tất cả các vết thương là khoảng 1 năm rưỡi. Cái thời điểm đó mình chưa có việc làm và có đứa em giới thiệu cho cái nghề này, và sự đã theo nghề này được tính tới nay chắc cũng hơn 3 năm. Buổi sáng thì 4 giờ là sự thức dậy, sự đi gom rác cho bà con. Chỗ của sự thì lấy rác chung cư, sự phải xách từ ở trên rác từ ở trên lầu xuống khá là rất là nặng. Xong rồi tầm tí gần trưa là về tới nhà thì cũng cơm nước giặt giũ rồi nghỉ ngơi một chút, rồi buổi tối bữa nào có show hát thì show diễn thì sẽ đi diễn. Không gì mà bóng đẹp vậy? Ở nhà đi show hát như vậy nè, mình tự trang điểm ở nhà. Nếu mà mình có thời gian hoặc là mình biết trang điểm sơ sơ mình tự trang, còn không mình sẽ ra tiệm chờ đợi lâu lắm, mình tự làm vậy để cho nó nhanh gọn lẹ. Với xôi nếp bột, với đường nhớ ơn cha qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tô Sự. Ra đi hát là chủ yếu là đam mê thôi, chứ ca sĩ bây giờ thì rất là nhiều. Những cái lớp trẻ lớn lên á, hát rất là tốt, có học trong trường rồi các kiểu á. Nên là với một ca sĩ như Sự thì gọi là sao ta, đẹp không có nè, không có sắc mà cũng không có tiền, và tuổi thì cũng đã lớn, nên là cũng khá là khó khăn trong công việc ca hát. Thì nên là cái tiền cát xê á, nó cũng không có nhiều đâu. Mình đi hát là chủ yếu là đam mê là chính. Có nhiều người nói là tại sao lại làm hai cái công việc rất là trái ngược, một là nghề rác và hai lại là đi hát. Thì nó một công việc thì nó dơ bẩn bằng hàng, còn một cái công việc thì nhìn nó giống như là ánh hào quang á, nhìn rất là bắt mắt. Nhưng mà sự nghĩ hai công việc nó cũng đồng đều thôi, chứ không có nghĩ là việc nào cao hơn và việc nào thấp hơn. Công việc nào cũng là một công việc và công việc nào cũng cao quý giống nhau. Cái nghề rác nuôi đam mê đi hát của Sự, cho nên là Sự không coi đó là một công việc thấp hèn. Cái lúc mà mình đi làm rác thì nó có dơ cô hôi thiệt, nhưng mà có được cái thu nhập và nuôi sống bản thân Sự, rồi nuôi sống gia đình Sự, có thêm cái thu nhập và sử dụng cái nguồn thu nhập đó để nuôi dưỡng đam mê, ước mơ, sẽ làm được những việc lớn hơn để ít nhất thì gia đình cũng không phải lo lắng cho mình nhiều.